Hai, chào mừng tất cả các bạn đã quay lại kênh của mình ha. Thì hiện tại như hôm qua mình hứa thì hôm nay mình sẽ review hai con bắn vít, một con khoan, một con bắn vít của Hitachi. Thì trên màn ảnh các bạn thấy thì hai con này rất là mới nha các bạn, rất là mới. Thì đầu tiên là con bắn vít ha, con vít. Cái model của nó là W12DAF2. Nó chạy 12V, chạy từ 0 đến 2.500 vòng trên phút ha. Đó. Máy còn rất mới. Cái này bạn nào xiên về tháo vỏ ra, đem vô ngâm xion rửa cái nữa là rất là đẹp luôn. Ở đây cái đèn nó còn cháy luôn nha các bạn. Đó. Cái đèn này đèn ấy thôi, có pin đây, gắn pin thì đèn này cháy luôn, rất là sáng ha. Đó. Này, đầy đủ chức năng ha, điều tốc nè, thắng thì con này cũng rất là mới luôn á. Ok, con thứ nhất, con thứ hai. Con này là con Hitachi ha. FDS 12V DVC. Con này chạy từ 3.350 vòng đến 1.050 vòng trên phút ha. Con này con khoan, có hai chế độ, hai blow. 22 cấp trượt ha. Đầu auto lock. Rất là nhẹ nhàng. Rồi, bây giờ mình sẽ review test từ con ha. Đây, mới tiễn được khúc gỗ cứng, cứng quá xá cứng luôn nè. Đặt ra nè. Mấy gài kiếm gỗ không có, chạy đi qua mấy giữa pallet mua được cây gỗ, mấy cái gỗ này về cứng. Đây mình test thử con vít ha. Vít này là vít 5 phân nhưng nó chỗ cái này nè. Mình sẽ bắn cái chiều này. Ok, giờ mình bắn thử ha. Đây cục pin nè, pin này là pin Lion mới ha, 6 cell, 4.000 mAh. Đây mình test cho các bạn xem ha. Đứng đây không có thế bấm các bạn. Chắc là mạnh ha các bạn. Rất là mạnh luôn. Con này rất là khỏe nha. Này các bạn mua con này đi công trình là mình bao đi công trình luôn nha. Rất là ngon luôn. Rồi bây giờ mình sẽ test chế độ khoan cho con này nha. Hai con này xài chung một pin. Đây cái khoan, rồi mình test khoan cái con muốn quýt trước đi, con quýt mình chơi khoan luôn nè. Đây là cái mũi khoan nè. Giờ mình sẽ cầm gì ha, tại này nó chỗ, rồi mình để gì xuống trước đi rồi mình thấy cái này nhẹ nhàng ha các bạn, cái này nhẹ nhàng luôn. Nói chung là cái gỗ này gỗ cứng chứ không phải gỗ mềm như các bạn thấy nha. Gỗ này quá cứng luôn á. Này sớm mình cắt ra nè. Đó. Rất là đẹp ha các bạn. Ok. Giờ mình sẽ test tới cái con khoan ha. Sẽ khoan cho bạn xem ha.
rất là nhẹ nhàng các bạn. Rất là ngọt luôn á. Ok, mình sẽ bắn vít con này cho bạn xem. Bắn vít cái con này. Vít mình sẽ dặn cách trượt ha. 19. Rất là khỏe ha các bạn. Chỗ luôn ha. Ok. Đây là hai con nha. Giờ bắt đầu tới giá ha các bạn. Hai con này ưu tiên mình bán cặp như vậy ha các bạn. Bạn nào xài cặp như vậy rất là ngon luôn. Xài cặp như vậy thì mình sẽ để cái giá là thân máy, vỏ pin, hai thân máy, một pin, một sạc, pin lithium zin mới đóng nha các bạn. Thân máy, vỏ pin, một sạc là 1,5 triệu cho hai cái thân máy một bộ pin này, 1,5 triệu ha. Còn bạn nào mua thân máy không thì mình sẽ để với giá là, nếu với thân máy này không á, thân máy vỏ pin 600k ha. Thân máy vỏ pin, thân máy vỏ pin con này 600k và con này là 650 ha các bạn. Con khoan là thân máy vỏ pin là 600, còn con bắn vít là thân máy vỏ pin 650 ha. Ok rồi, các bạn xem nhớ subscribe kênh của mình ha. Mình sẽ cố gắng một ngày mình sẽ lên một con hay con gì đó. Các bạn nhớ subscribe để theo xem những cái con tiếp theo ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video.